cho lựa này. Em được cút đi nhá. Cô ơi, đi, mình có đầm măng không? Mình tìm cho, mình tìm cho. Trước chú thu hoạch sắp hết rồi. Mọc hết rồi. Hôm nay lấy cái gà để cho lợn còn cũng không nào ăn thì đi lấy. Trước chú không ở nhà em ra lấy cho con gà con lợn. Ừ. Mấy cái ăn không để nó khô hết rồi. Con lợn nó ăn nhiều quá bây giờ nó béo rồi.
Cô ơi cô, cái này không được sờ vào ria đâu phải không? Thank you.
Đuôi. Về rồi. Chân đau ở trong nhà nó đi ra ngoài gì. Đấy về rồi. Được. Chân chưa khỏi chứ. Đi về một tí. Thank you.
Chú ơi, cháu rồi, cháu rồi. Thấy rau rồi, mọc nhanh rồi, không nó ướt chung. Nó mọc lâu lắm rồi nên cô quái ăn. Làm được không? Vịt. Có mổ vịt không? Cháu với cô khá làm nhé. Đây cái vòng gì đi.
Nước sôi chưa? Cơm chín rồi. Nước sôi lấy quả. Làm gà cái chỗ làm gì cái chỗ ăn rồi. Đi lạc thì ăn cơm rồi. Đi ra cầm cho cô cái nồi đây đấy. Vâng, để em ạ. Cái nồi to xém. Cô ơi đây. Rửa rửa đi rồi cô. Chú ơi. Ừ? Dậy ăn cơm. Chín chưa? Chín rồi. Để chị đi cho cô. Xong à? Chú đau chân ngồi trên giường ấy. Vất vả quá nhỉ, hai cô cháu. Thằng cả buổi chiều. Cô ngồi xuống đi. Đói lắm này nhỉ. Chú đây. Chú ra tìm đi nhanh nhé.